cổng vào ghế cách treo. Đây là cổng vào ghế cách treo đây. Và hai vé làm chứ. Treo này. Đấy, cách treo đấy. Vào cách treo nhé. Này là cách treo à? Hai chặng cách treo. Dạ. Qua kia mình phải đưa vé chặng nữa hả? Đúng không? Còn lửa, bên trong này này, túi áo đây này, túi áo đây này. Cũng có. Em mua cái bên Lâm Tùng này là chuyển hóa đơn nào đấy đúng không? Chứ nó không nhầm đâu. Hôm qua nó bảo là bên em chuyển không bị nhầm đâu. Thanh toán đi mà thưa người kia đấy. Em làm việc với huấn là em trừ luôn, em thanh toán cái cho từ nay. Nhưng bây giờ nó chuyển lại rồi được. Chạy trả nó. Giờ đang cấp treo lên đỉnh đó. Cái này em làm việc được. Thì bên đó là cũng một tiếng cho con, ví dụ là ngày đông khách xong nó sẽ chạy chạy thêm. Còn cái này là ngày tôi ít khách thì nó chạy một tiếng. Trước đông không có dịch nó chạy 200 triệu. Nổi tiếng rồi. Chiều cao ngú luôn hả? Cái này mình cũng trình UNESCO để công nhận di sản thế giới mà chưa có được. Vâng. Nếu mà được di sản thế giới thì nước ngoài nó biết cũng nhiều mà đến người. Nếu mà đất nước không phát triển thì là vì có những con người ta biết đến những cái mô hình này. Cái lo cơm áo gạo tiền. Trước các cụ ở gần đây cứ lên trên này cứ hái măng đi rừng săn thú hưởng thụ cái thu lạc cảnh view mà ở trên này gọi là đặc sản như người ta như chiếu hoa nhà mình. Mình lên đây là ui trời đẹp chứ, đẹp thế. Đây đúng là đặc sản. Nhưng ở đây thì dân ở đây ui giời. Quan trọng là có măng hay không, có thú không. Có nhiều đó, mộc, mộc đấy. Mù mới lấy mộc.
như Phong Nha cái bàn ngày xưa là nơi núp của mấy người hoạt động cách mạng, đâu có ai quan tâm những cái nơi đó mà du lịch sinh thái đâu. Mãi sau này thời bình phát triển kinh tế người ta mới mở rộng. Rồi đánh, đời đánh nhau thì có may có cái động người chuối ẩn. May cái bào cái gì với cái bào chặn cái Bắc Bình không vậy, ngày xưa cái dòng sa mạc ấy ai tới đó. Hoang sơ bây giờ là du lịch mà trải nghiệm xe mà xe bốn bánh xe bốn bánh mô tô ô tô mà lên đó mình thuê mấy trăm nghìn nữa 5-30 phút mà nó chạy trên đó cho mình trải nghiệm. Cồn cát cao. Đường đúng chừng. Mà nó nằm thoi thoải mỗi mùa nên nó thay đổi địa hình đấy. Gió nó thổi. Thế là những sườn núi. Bây giờ nó phóng con đường lớn đi từ mới nếu về Phan Rí rồi để sau này nó ra Nha Trang gọi là con đường của Bộ Quốc Phòng. Cái này nó có đường dưới để mình đi lên không ta? Có chứ ha. Có chứ, ngày xưa là trước tuần theo núi leo gần ngày rồi. Leo lên đuối luôn. Đi cáp treo cũng lâu chứ hả? Tôi thấy nó vẫn còn phải đi neo lên nữa mà. Đi một chặng cáp treo nữa hả? Đó, nhìn bên kia một cao chặng cáp nữa vậy đó, đó lên. Trời ơi, mà lại lên trên đó à? Mà nghĩ là đó nghĩ ông vua ông lên đang tung rồi, nghĩ là nhỏ nó leo núi như đó bỏng tôi đó. Mấy bà công chúa, mấy bà thưa ông tầng mỹ nữ lên buộc ổng về, không cho ổng đi tu, ổng về nhảy xuống suối tự tử gọi là suối Giải On. Lên trên núi này nó làm cái công trình này chắc thế sao? Đổ nước bê cái vật liệu lên. Đúng, đúng là mình thua gì. Công phu hả? Mình thua gì. Cái công trình này nó còn nhỏ. Đây là cái bàn này. Alo. À?